Để chuẩn bị cho năm học 2023-2024 đang đến gần, 4 địa phương đầu tiên trong cả nước đã thông báo miễn phí 100% học phí. Theo đó, Hải Phòng tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông. Dự kiến, thành phố trích hơn 400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương hỗ trợ cho giáo dục. Đà Nẵng quyết định dự chi hơn 408 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông trong 9 tháng của năm học tới. Học sinh khối mầm non, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu sẽ tiếp tục được miễn học phí như năm học 2022-2023. Tỉnh Ninh Bình ban hành nghị quyết về quyết định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2023-2024. Theo đó, tất cả học sinh khối tiểu học công lập được miễn 100% học phí.